Sử gỗ hôm nay giới thiệu với các bác Tam Heo Trấn Trung Tiền, chất liệu gỗ Hương Ta, một tác phẩm rất là đẹp các bác nhé. Hôm nay em muốn giới thiệu với các bác, đầu tiên thì sẽ tìm hiểu qua về chất liệu gỗ. Đây là gỗ Hương Ta các bác nhé, hàng rất là đặc, gỗ vân rất là đẹp luôn ạ, vân như gỗ cẩm vừng các bác nhé. Sẽ quay một vòng cho các bác. Tiếp đến là nói qua về kích thước của tác phẩm này ạ. Tam Heo Trấn Trung Tiền, chất liệu gỗ Hương Ta, có kích thước cào 35, ngang 61 và sâu 46. Vân rất là đẹp các bác nhé, hàng lục rất đẹp và sắc nét. Các bác thấy đấy ạ, khi mà mình để trưng bày ở trên bàn rất là đẹp. Trên kệ thì thêm mấy kệ nữa để trong nhà thì khỏi chê các bác nha. Năm sau là năm con heo rồi, nên là mình linh nghe những cái tác phẩm heo này mình để trong nhà, ý nghĩa phong thủy rất là tốt. Ngoài ra thì còn chiêu tài chiêu lộc, đem đến cho gia chủ sự may mắn và tiền tài các bác nhé. Một tác phẩm này bên em có giá bán là 4.800.000. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Ngoài ra thì ở trên đây là trang web sửtượnggỗ.com, Facebook Đỗ Tiến Thành và kênh YouTube Sửa Tượng Gỗ. Các bác search vào những cái kênh YouTube hoặc Facebook để cập nhật hàng mới về bên em. Ngoài ra thì các bác có thể gọi điện trực tiếp vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Vừa có Zalo vừa có số điện thoại để các bác gọi luôn nhé các bác nhé. 0868 688 137 sẽ có nhân viên tư vấn thật là cụ thể cho các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều.